Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Tuấn Linh TV nha. Và ngày hôm nay em có mặt tại chùa Tà Bạ nằm tại Chi Tôn, An Giang quý vị nha. Và em sẽ dẫn đại gia đình mình cùng vào bên trong để xem những cảnh đẹp tại chùa Tà Bạ quý vị nha. Và bây giờ chúng ta cùng nhau lên đường nào. Let's go. Sau nhiều năm xây dựng, chùa trở thành một công trình đồ sộ uy nghi, gấp nối nhiều chánh tượng, phù điêu lớn nhỏ mang tính nghệ thuật cao. Để lên được chùa, cần phải vượt qua 240 bậc thang thoi thoải, đi tới đâu, gió mát xứ núi xua than mệt nhọc đến đó đó cả nhà ơi. Những bức tượng Phật được chế tác tinh xảo, có hồn, mang lại cảm giác tĩnh lặng, bình yên cho người trần vốn lắm nỗi phiền não lo toan. Vâng, và còn một điều này nữa nè cả nhà. Chùa Tà Bạ là một ngôi chùa của Phật giáo Nam Tông, là một ngôi chùa của người Khmer, có tên gọi là chùa Chưng Nung. Ngôi chùa Phật giáo Nam Tông này mang đầy đủ đặc trưng của kiến trúc tôn giáo Khmer, nét đẹp xưa cũ trăm năm xen lẫn màu sắc hiện đại mới vừa được tu bổ. Từng góc nhỏ trong chùa thay nhau kể những câu chuyện phong phú về truyền thống văn hóa, phong tục tập quán, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer ở vùng bảy núi. Chùa Tà Bạ có kiến trúc đặc trưng của văn hóa Khmer với các điện thờ có mái hình tháp cao vút và lợp ngói lông văn ngư. Các bức tường hay cột chùa đều được chạm khắc hoa văn tỉ mỉ, tinh tế và lấy cảm hứng từ cuộc đời của Đức Phật. Điểm nhấn của chùa Tà Bạ chính là điện xây dựng bên sườn núi, được chống bằng những cây cột to chắc chắn. Nhìn từ xa ngôi chùa như đang lơ lửng giữa không trung tại Chi Tôn quý vị ạ. Chùa Tà Bạ có nhiều cảnh đẹp, nhiều góc check-in sống ảo phù hợp thị hiếu với giới trẻ. Chùa Tà Bạ là nơi gắn liền với người đồng bào dân tộc thiểu số Khmer. Mọi nhịp sinh hoạt mua bán của người dân và sư sãi vẫn diễn ra một cách bình yên chậm rãi. Trên nền trời xanh, mái chùa ngọn tháp vươn mình mạnh mẽ, khắc sâu vào tâm tưởng con người về sự văn hóa hợp giữa bàn tay khối óc của nghệ nhân
và thiên nhiên rộng lớn. Chùa Tà Bạ hứa hẹn không chỉ là một điểm đến của khách du lịch tâm linh và hành hương, mà đó còn là nơi để du khách có thể tìm hiểu truyền thống văn hóa, đời sống của đồng bào dân tộc Khmer qua những công trình kiến trúc hay những bức tranh khắc họa, và cùng đó chính là tận hưởng những khoảnh khắc bình yên giữa những nơi phố thị lo toan, bộn bề. Nếu cả nhà mình có dịp ghé thăm vùng đất An Giang tươi đẹp, hãy thử đặt chân đến chùa Tà Bạ, có thể tận hưởng những điều vô cùng thú vị tại ngôi chùa này nhé. Ngoài chánh điện, chùa Tà Bạ còn có các công trình phụ như bảo tháp, Phật cảnh và hỏa táng viện, góp phần tạo nên sự hoàn chỉnh và tính linh thiêng cho ngôi chùa. Đây là nơi tổ chức các nghi lễ tôn giáo của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, thu hút nhiều khách hành hương từ khắp nơi và đến chiêm bái. Vị trí chùa Tà Bạ, du khách có thể phóng tầm mắt quan sát cả một miền An Giang rộng lớn, thấy được núi Cô Tô, núi Cấm hùng vĩ, thấy được những cánh đồng Tà Bạ trải dài bất tận. Dù bất kỳ thời gian nào trong năm, cánh đồng ruộng chân núi cũng thu hút sự tò mò, thích thú của tất cả các du khách về đây với chùa Tà Bạ, bởi cảnh hoang sơ, độc đáo nha cả nhà. Và đây chính là một bức tượng Phật do các nghệ nhân điêu khắc rất là công phu quý vị nha. Mời cả nhà mình cùng xem nào.
Thì bà con cô bác vào chùa Tà Bạ để hành hương quý vị nha. Hôm nay không phải là cuối tuần. Đây mấy cô chú anh chị ở Gạch Giá hả? Mấy cô chú già Gạch Giá xuống tham quan chùa Tà Bạ quý vị nha. Lần đầu tiên luôn á. Lần đầu tiên luôn hả chị? Dạ. Dạ. Vậy mình tham quan đây xong rồi mình đi đâu nữa chị? Chắc còn con đường để đi về nữa thôi. Tại bên đây cũng có hồ Tà Bạ cũng đẹp lắm. Anh nó đang đi xuống hồ bây giờ. Ở đây cũng nhiều chỗ lắm. Còn qua bên Tức Dục đó cũng đẹp lắm. Cái chỗ cái bảng để chữ Chi Tôn đó. Dạ. Đó cũng đẹp lắm. Dạ kênh em Tuấn Linh TV. Dạ. Dạ. Ok chị. Để chúc mấy gia đình mình nhiều sức khỏe nha, thực lộ bình an nha. Rồi bye bye chị. Dạ về nhé. Phát triển nhiều hơn. Dạ về ủng hộ kênh em với nha. Ok. Dạ. Rồi chúc gia đình vui vẻ nha. Dạ. Tuấn Linh TV. Dạ Tuấn Linh TV. Sao không? À. Hello. Hello. Quá trời tim luôn rồi. Vâng, và em xin kết thúc video tại đây. Cả nhà mình chờ video tiếp theo của em nha. Và đừng quên đăng ký kênh Tuấn Linh TV nha. Yêu thương em, cho em xin một lượt đăng ký, một like, một comment quý vị nha. Và hẹn gặp lại cả nhà.